So during our first meeting, I was looking at her, and initially I didn't hear a word she said, to be honest. But when I saw the money she was making, then I started paying attention. 这么漂亮的人，也会赚钱。 Cynthia, we have... So flaming, isn't it? What's that? Love. Always so fiddle. But people still keep falling for it. Chị không có đem bột theo, chị không có bán được ở đây nha, bé. Life has touched me. Lắm ghê luôn á. Lạnh lắm em ơi. Ban ngày cũng lạnh. À, tối mà em về chắc mai mốt gì xuống lấy. Chia 73 phải không? Lạnh lắm mẹ, ra đây thì biết. Quỷ à. Chào bé Nhàn nha. Tin nhắn thì không đọc mà vô đi coi livestream. Thì ghét. Tại vì có hộp bột đây ha, ngồi live luôn, không có bột. Lạnh không gọi đầu nổi. Hello Linh Nhi. Hi Hanson. Xin chào. Bữa nay là cuối tuần, không có ai đi chơi. Lỗ tai bị dính cục bông mấy em. Vậy này ghẹo em hoài, gọi tên đi. Hello chị. Mới tắm hồi nãy mà có cái gọi gội đầu không nổi. BD quần. Nhìn ta đáng yêu vậy, giống BD chỗ nào. Chỗ nào giống BD hết trơn. Rất là đáng yêu. Vậy mới vừa với anh chứ mất dạy vậy. Này cũng không gọi là dính trên đây luôn rồi chị ơi, về tháo ra không được. Đây là hai cục bông gòn màu hồng bát tiêu, hợp với mặt móng tay. Hello bé Le. Xin chào bé Le. Tối mai em mới về. Rồi nãy giờ hai lần rồi đó, em kêu gì gọi hoài. Lê Lê. Đây đi có một mình hả anh Di ơi, em đi có một mình hả? Đúng rồi, anh ơi em đi có một mình hả? Thèm dâu hả? Ngày mai sẽ mua dâu về. Thì đang ở Đà Lạt có một mình thôi nha mọi người. Các bạn nào ở Đà Lạt không?
Lúc này em băng văn hóa nó mới không chửi nữa. Những cầm anh nó như là chó sủa ngang tai thôi. Không quan tâm. Thứ ba xuống là dâu thúi rồi. Đúng rồi, bị gọi là thất tình đó nên đi Đà Lạt một mình không ai chơi. Bây giờ muốn ra ngoài ăn mà sợ đi một mình là nó nguy hiểm nên không dám đi. À, Quỳnh chưa có đi. Quỳnh đâu rồi? Ủa? Ý, nó vô coi rồi hả? Nhìn mình thật là đáng yêu. Mọi người có thấy mình đáng yêu không? À, nói chuyện với các anh chọn phòng á. Đâu có đây, đâu có ai đâu. Bị ngứa hay gì? Nó tự nhiên vô live stream ta nói chuyện. Ý là hai người nói chuyện là muốn nhìn mặt em để cho có không khí đúng không? Mà là em quá đáng yêu. À, B là gì vậy chị Oanh? Em không hiểu gì hết. Ờ, ở đây là dọn phòng là nam không hả? Ăn quần què. Em chưa quần. Anh tắm chưa? Có bạn nào ở Đà Lạt không? Hôm qua nay thì dọn được 3 cử rồi chị. Là thiên thần đó anh. Thì mình đi Đà Lạt có một mình là mọi người, có bạn nào ở đây không? Có bạn nào ở đây không thì ở đây chơi với mình sẽ inbox địa chỉ nha. Thấy hả? Không, cái mũi đâu có dài đâu, mũi vẫn ngắn. Nếu mà nó gió mũi dài lại có con Quỳnh á. À, Nhung ơi, ở đây lạnh lắm. Ở đây lạnh tay, lạnh chân lắm. Mình phải đem cái này cho ấm. Nhung ơi, nói chứ. Mình mới tắm xong mà mình rất là lạnh nên mình phải đem cái này. Ra chợ đêm anh ba uống sữa đậu hả? À, nếu mà tí xíu em rảnh nó sẽ ra. Nhưng mà ở này xa chợ quá nên không có ra được. Ở đây lạnh lắm. Thì Đà Lạt là phải lạnh rồi. Em thấy là em rất đáng yêu, có gì hổm trơn á. Ở đây có một mình là làm gì la. Cái lạy này nói cái gì mình không hiểu gì hết trơn. Xin chào em, chào Minh Thư. Năm chục của anh bự quá. Dạ ban. Bây giờ nhiều người xem mới không tắt được. Thôi nhưng mà họ vẫn phải tắt tại vì tự nhiên lạnh mới giờ phải đi ngủ rồi. Xin chào.
Xin chào Duy Châu. Mình đi đây, tạm biệt mọi người. Ở đây không phải là ô chết nhóm.